thiết kế và nhiều tính năng mới, Apple vừa bất ngờ ra mắt tai nghe AirPods Pro với mức giá đắt hơn các phiên bản AirPods trước. Bù lại tai nghe không dây mới của táo khuyết có thêm các tính năng mới. Thiết kế mới của AirPods Pro khiến nó vừa vặn với lỗ tai người dùng hơn. AirPods Pro sẽ có 3 kích cỡ đệm tai bằng silicon đi kèm để người dùng thay đổi cho phù hợp. Tính năng đáng chú ý nhất của AirPods Pro mới là chống ồn chủ động. Đây là tính năng đã xuất hiện trên nhiều mẫu tai nghe khác trên thị trường và được các iPhone mong đợi. ANC hoạt động với sự hỗ trợ của hai micro. Một chiếc có nhiệm vụ khử tiếng ồn bên ngoài và một chiếc quay vào trong để nhận biết những tiếng ồn còn lại. Theo Apple, ANC trên AirPods Pro sẽ thích ứng với tín hiệu âm thanh đến 200 lần trên mỗi giây. Apple trang bị chế độ Transparency để giúp người dùng có thể nghe thấy rõ mọi thứ xung quanh khi cần thiết tại những nơi công cộng. AirPods Pro cũng có những điều chỉnh để giọng của người dùng nghe không kỳ quặc khi đang đeo tai nghe. Việc chuyển đổi giữa chế độ chống ồn và nghe bên ngoài sẽ được thực hiện thông qua các nút cảm ứng. Ngoài ra, tính năng Adaptive EQ cho AirPods Pro có khả năng tự điều chỉnh âm thanh theo kiểu dáng tai của từng người dùng. Điều này giúp đem lại âm lượng phù hợp và cá nhân hóa hơn, giống với các mẫu AirPods đời trước. AirPods Pro sẽ ghép đối với iPhone hoặc iPad ngay khi người dùng mở vỏ. Về thời lượng pin, AirPods Pro đạt thời lượng pin 4,5 giờ nghe nhạc và 3,5 giờ đàm thoại ở chế độ chống ồn chủ động. AirPods Pro đạt thời lượng pin 5 giờ khi tắt chống ồn. Người dùng đã bắt đầu có thể đặt hàng AirPods Pro với giá 249 đô la Mỹ. Tai nghe này sẽ lên kệ vào ngày 30 tháng 10. Apple vẫn sẽ tiếp tục bán AirPods bản thường với giá 159 đô la Mỹ dành cho bản sạc có dây và 199 đô la Mỹ dành cho phiên bản hỗ trợ sạc không dây.